Sáng ngày 23 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới chỉnh trang đô thị theo nghị quyết số 42 và nghị quyết số 51 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nghị quyết số 39 của Hội đồng nhân dân huyện, kỹ thuật sản xuất cam, lúa hữu cơ và chăn nuôi trên điểm lót sinh học. Tham dự có đồng chí Lê Thanh Yên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và gần 300 đại biểu ở 10 điểm cầu xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị tập huấn. Tại hội nghị các giảng viên là cán bộ các phòng ban chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện đã quán triệt phổ biến các chính sách trong nghị quyết số 44/2021 ngày 16 tháng 12 năm 2021 về một số cơ chế chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết số 51/2021 Hội đồng nhân dân ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025. Cũng tại hội nghị tập huấn các đại biểu đã được phổ biến quán triệt nghị quyết số 39/2022 của Hội đồng Nhân dân huyện Vũ Quang khóa năm kỳ họp thứ ba về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cam, lúa hữu cơ và chăn nuôi trên đệm lót sinh học. Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã làm rõ một số yêu cầu cần thiết của việc ban hành các chính sách của tỉnh, huyện, đặc biệt là việc phổ biến đưa chính sách vào cuộc sống. Để đạt được mục tiêu tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Vũ Quang trở thành huyện nông thôn mới nâng cao năm 2025, cần phải ban hành cơ chế chính sách để góp phần cân đối nguồn lực. Trong khi nguồn lực trong cộng đồng dân cư và các địa phương còn rất hạn chế, ngân sách tỉnh huyện còn khó khăn nên cần cơ chế kích hoạt để vừa tạo điều kiện giúp đỡ người dân và các địa phương còn khó khăn, vừa tạo thêm được nguồn lực xã hội hóa để các chính sách đi vào cuộc sống phát huy hiệu quả tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn xây dựng nông thôn mới đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban ngành địa phương tập trung tuyên truyền hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân tiếp cận phát huy các chính sách đạt hiệu quả cao nhất